Xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cái encoder bàn điện rửa này. Thì nó là encoder, nó có 10 vòng. Cái số vòng quay của nó là 10 vòng. Và cái điện rửa của nó là 5 kg. Hay 5 kg. 5 kg đúng không? Thì cái sơ đồ của nó thì nó hơi khó hiểu. Thì sau khi mình đo đạc thì nó lại như thế này nè. Đấy, chân ngồi bìa là chân số 2. Rồi tiếp theo là chân số 1. Rồi đến chân số 3. Nó lúc đầu mình nhìn thì thấy nó dễ bị hiểu nhầm. Thì ở đây mình sẽ đo điện rửa nè. Ở đây cái đầu tinh chỉnh của nó. Này là phần điều khiển, phần xoay. Đấy, mình xoay sẽ thay đổi điện rửa nè. Đấy. Thì cái này ứng dụng để sử dụng trong cái điều khiển tự động, hoặc là mình dùng để điều khiển các đọc các thông số về độ dài hay sự di chuyển của vòng quay. Nó những cái cánh tay hoặc là những cái thanh trượt nó có những cái độ dài nhất định. Thì mình dùng cái này rất dễ lập trình và dễ kiểm tra về thiết kế cơ khí. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn ha.